Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về cách sử dụng từ khóa JIT ở trong Java. Thì thầy giáo Mưa sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn sâu hơn về chủ đề JIT. Thì chúng ta cái video này thì chúng ta sẽ kết thúc giới thiệu về chủ đề JIT, để mà đến buổi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề mới. Thì như chúng ta đã biết, JIT là một từ khóa hay còn gọi là một con trỏ ở trong Java. Đấy, từ khóa JIT này được dùng để cho phép chúng ta truy cập đến các thành phần của lớp, để các thuộc tính ở trong một lớp. Và thông qua cái từ khóa JIT này, chúng ta có thể phân biệt được đâu là cái thuộc tính của lớp và đâu là các cái biến cục bộ của lớp đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái ví dụ, trong đó chúng ta sẽ kết hợp giữa từ khóa JIT và cặp setter và getter. Thế thì chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp, ở đây nó đặt tên lớp này có tên là, vì nó có phương thức main, đỡ phải gõ nữa, đỡ phải tạo phương thức main, thì tôi sẽ định nghĩa ra một cái main class. Tôi đặt tên lớp này là công ty. Đó. Công ty trong cái packet này là có một lớp công ty rồi, thì bây giờ tôi sẽ định nghĩa ra một lớp khác. Vậy tôi định nghĩa một lớp có tên là thầy giáo Mưa. Và trong này thì tôi có một cái thuộc tính là domain. Thuộc tính là domain. Sau đó chúng ta sẽ cho phép truy cập đến một cái cặp. Đến cái sau đó chúng ta sẽ truy cập đến cái thuộc tính domain này thông qua một cặp set domain. Đó. Các bạn chú ý là các cái cặp set và get thì luôn luôn chúng ta sẽ phải có, là nên có đấy, một cái bộ từ truy cập là public. Vậy lại set get là một cặp phương thức dùng để truy cập đến các cái thuộc tính của lớp. Đấy. Ở trong này thì chúng ta cũng sẽ khai báo một cái tham số là domain. Đấy, và chúng ta sẽ gán this.domain bằng domain. Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ phân biệt được là cái lệnh gán JIT domain bằng domain này, thì cái domain ở bên phía bên phải lệnh gán ấy, thì nó là cái biến cục bộ, hay nó là cái tham số của phương thức. Còn cái JIT.domain này là tôi đang truy cập đến cái thuộc tính domain của lớp ở đây, đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ có một phương thức nữa là get domain. Đó. Ở đây hai phương thức này có ý nghĩa nó sẽ rất cụ thể nhé. Trong cái phương thức mà set domain này thì thông thường ấy là người ta hay gọi nó là setter. Đây là những phương thức mà dùng để truy cập để mà thiết lập giá trị cho các thuộc tính của lớp. Đó. Trước kia thì người ta hay dùng cái từ nó gọi là mutator, tức là những phương thức mà để thiết lập thay đổi giá trị. Thế còn phương thức mà get domain này thì chúng ta sẽ gọi nó là getter. Đây là những phương thức đặc biệt dùng để truy cập để lấy về giá trị của cái thuộc tính của lớp. Và trước kia thì người ta hay gọi là accessor. Đó. Accessor. Đấy là những cái phương thức thuật ngữ thôi. Và trong phương thức này thì tôi sẽ trả về giá trị của thuộc tính domain bằng cách tôi dùng là return this.domain, đúng không ạ? Đó. Thì như vậy tôi đã định nghĩa ra một lớp có tên là thầy giáo Mưa và có một cái thuộc tính là domain, và tôi sẽ cho phép truy cập đến cái
thuộc tính này thông qua một cặp, nó là set và get, đúng nhỉ? Tiếp theo ấy, là tôi sẽ định khởi tạo ra một đối tượng của lớp. Đó, tôi khởi tạo ra. Sau đó tôi thiết lập. Các bạn chú ý nhé, ở trong NetBean nếu mà các bạn các cái chương trình dài ấy, nếu mà chúng ta không nhớ rõ các cái cú pháp hoặc là các cái tên biến, thì các bạn chỉ cần gõ một số ký tự, sau đó các bạn gõ Ctrl cách. Đó, thì như vậy NetBean nó sẽ tự động sổ chúng ta để tên đầy đủ của cái biến, cho nó gọi set domain. Đấy, chúng ta thiết lập. Ở đây tôi sẽ thiết lập là NIT Hà Nội. NIT Hà Nội chấm edu chấm vn đó. Như vậy tôi đã gọi phương thức set domain. Phương thức này khi được gọi thì nó sẽ gán cái chuỗi này cho cái thuộc tính domain của đối tượng. Đối tượng ở đây là đối tượng thầy Tony. Đúng không? Sau đó tôi sẽ in kết quả ra. Tôi sẽ in ra là website công ty. Đó. Tôi sẽ gọi là get domain để tôi truy cập đến cái thuộc tính của domain của cái đối tượng là thầy Tony thuộc cái lớp là thầy giáo mưa. Sau đó chúng ta chạy chương trình thì chúng ta sẽ xem. Thì như vậy chương trình đã in ra một cái chuỗi đó là NIT Hà Nội.edu.vn. Đây là giá trị của thuộc tính domain của cái đối tượng mà tôi đã khởi tạo. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về phần từ khóa JIT ở trong lập trình của đối tượng với Java. Thì để mà chúng ta nhớ lâu được thì cũng rất mong là các bạn sẽ dành nhiều thời gian để chúng ta luyện tập. Bởi lẽ là chúng ta hình dung là khi mà chúng ta đi làm lập trình ấy, thì cũng giống như chúng ta ra chiến trường ấy. Còn khi mà chúng ta thực hành luyện tập làm đồ án thì cũng giống như chúng ta đang rèn luyện ở trên thao trường. Thao trường chúng ta càng bớt đổ mồ hôi bao nhiêu thì khi mà chúng ta ra chiến trường chúng ta sẽ càng bớt đổ máu bấy nhiêu. Các bạn càng rèn luyện nhiều thì khi mà các bạn đi làm các bạn sẽ càng tận dụng được cơ hội và các bạn sẽ gặt hái được các cái giá trị tốt khi mà chúng ta đi ứng tuyển. Thế còn nếu mà các bạn mà cần học để mà vừa có môi trường, có người hướng dẫn, có một cái được hỗ trợ tốt, gỡ được định hướng cũng như là giúp chúng ta nhanh chóng hơn trong cái việc là chúng ta nghiên cứu, chúng ta đỡ phải mất công tự học, thì các bạn có thể đến NIT ICT Hà Nội để học, và thầy giáo mưa Nguyễn Hùng Cường sẽ chào đón các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn học tốt.